Bây giờ thì tôi tiếp tục cái phần chia sẻ để các anh chị có thể nhận diện được chính xác tên cái cha đẻ của cái mô hình này. Đây không phải cái mô hình do tôi phát minh anh chị nha, đây là một mô hình mà do Robert Kiyosaki, người là tác giả của cha giàu cha nghèo phát minh ra đó. Không chỉ ông phát minh ra, ông áp dụng, ông giảng dạy cũng đã làm cho nhiều người tự động tự thân có những cái khoản tiền thu nhập tốt hơn. Nhưng cũng nhiều người đã áp dụng sai mô hình này và đã làm cho gia đình của họ mất rất nhiều tài sản vì cái mô hình này. Vậy thì cái mô hình này là mô hình như thế nào mà làm cho cái trong cái việc liên quan tới áp dụng tới kinh tế của chúng ta thay đổi như vậy và cũng khiến cho nhiều người, những cái tổ chức vận hành về tài chính ấy, họ lại lợi dụng nó để họ tận dụng nó để cho dụ thêm nhiều cái người mà hiểu biết không có đúng đắn về mô hình này ấy thì tham dự và cuối cùng thì họ bị mất tiền. Thì chúng ta sẽ hiểu về cái bản chất của mô hình này rồi chúng ta tự quyết định trong cái lúc mà chúng ta vận hành nó anh chị nhé, được không ạ? Để từ đó về sau này anh chị sẽ tự động có một cái nội lực nào đó trong cái cách anh chị vận hành, và anh chị cũng sẽ nhận ra là hồi xưa tại sao mình mất tiền và tại sao mình được. Cái mô hình này đơn đơn giản vô cùng luôn, nó chỉ là một cái kim tứ đồ như thế này này đó. Cái nhóm 1 á thì nhóm này được gọi là employee, nhóm này thì được gọi là làm thuê, nhóm này gọi là e-employer, kinh doanh nhưng mà là khổ chủ, kinh doanh làm chủ ấy nhưng mà là khổ chủ anh chị nha. À, khổ chủ ấy tôi gọi là như vậy, cũng kinh doanh nhưng mà khổ lắm, khổ hơn cả người làm thuê nữa, được không ạ? À? Còn nhóm 3 là nhóm kinh doanh, cũng là nhóm doanh chủ nhưng mà họ làm chủ thật, được chưa nào? Ông này là ông chủ thật này. Cái nhóm thứ 4 á là nhóm đầu tư. Trong nhóm đầu tư này thì nó chia làm nhiều nhóm nữa. Nhóm cá mập, rồi nhóm sẻ chim sẻ, rồi nhóm diều hâu, rồi rất là nhiều nhóm, nhưng mà tạm thời chúng ta có hai nhóm thế này chúng ta dễ phân biệt là đầu tư nhỏ với đầu tư lớn. Đầu tư lớn người ta có thể đầu tư vài triệu đô, hàng trăm tỷ vào là đầu tư lớn, còn đầu tư nhỏ là những anh chị em tập đầu tư mà dưới 1 triệu đô đó, 20 tỷ trở lại đó thì đầu tư nhỏ. Thế cái nhóm làm thuê và nhóm kinh doanh, nhóm làm chủ này, cái mô hình của Robert nguyên bản là nó như thế này này. Chúng ta sẽ phân làm bốn cái nhóm kinh doanh và kinh tế trên cái thị trường này, và nhóm thứ nhất là được cái nhóm làm thuê, nhóm thứ hai là nhóm kinh doanh nhưng mà khổ chủ, và nhóm thứ ba là nhóm làm chủ chủ thật, nhóm thứ tư là nhóm đầu tư. Vậy thì cái nhóm làm thuê thì đặc tính là gì? Đặc tính của nhóm làm thuê đó là chúng ta sẽ thấy nha, nhóm này cũng nhóm trên cầu và dưới cầu, nhóm này cũng trên cầu và dưới cầu, nhóm này cũng trên cầu và dưới cầu, nhóm này cũng trên cầu và dưới cầu. Nhưng mà cái ông mà giảng dạy cho các anh chị cái mô hình này á, không phải cha đẻ của nó nha, mà cái ông mà đi dạy lại á thì toàn dạy là hoặc là trên cầu quá hoặc là dưới cầu quá thôi. Anh chị có hiểu ý không? Nhưng mà anh chị không biết được cái bản chất của nó, nên là chúng ta sẽ thường hiểu nó không đúng. Trước hết thì để cho cái khái niệm này nó chuẩn xác á, chúng ta cần phải làm cho cái ý khái niệm này nó đúng đắn một chút này. Cái nhóm nhóm khổ chủ á, thì tại sao được gọi là khổ chủ? Thì người này vẫn lập công ty, vẫn kinh doanh, được chưa? Nhưng mà hầu hết tất cả mọi việc đến cái tay của ông này cả. Ví dụ như là quản lý của ông này, bán hàng của ông này, marketing của ông này, giữ xe của ông này, rồi khai báo, rồi làm việc cái gì gì đấy cho vận hành doanh nghiệp cũng là ông này. Tóm lại là cho dù ông này có người hoặc không có người nhá, một là ông này có một nhóm người, hai là ông này có thậm chí là có vài chục người, nhưng mà cái cách vận hành của cái ông này là đang phụ thuộc vào chính ông. Nếu không có ông thì công ty không chạy được. Nói tóm lại là ông này đang bị giam cầm trong chính doanh nghiệp của mình, được chưa? Còn cái ông nhóm 3 đó là cái ông mà kinh doanh, ông ấy có con người và ông ấy quản trị được cái đội nhóm, quản trị được cái công việc, quản trị được cái hệ thống, và cái quan trọng nhất là mọi người vẫn vẫn gì ạ, vẫn làm đúng việc, và ông ấy làm đúng việc của ông ấy làm việc lãnh đạo và quản lý thôi, còn công ty vẫn tự chạy được nếu mà ông ấy vắng đi một vài ngày, được không nào? Cái nhóm đầu tư á, thuộc vào nhóm đầu tư nhỏ thì chúng ta có những khoản tiền đầu tư như là mua đất này, đầu tư chứng khoán này, đầu tư mua vào, đầu tư cái gì gì đấy được gọi là đầu tư. Còn có những ông đầu tư lớn họ sẽ tập hợp lại với nhau để họ
có thể tạo ra một cái nhóm cá mập và cuối cùng họ đầu tư một khoản tiền lớn gì đấy. Anh chị sẽ thấy rằng là thuyền lớn thì sẽ đi cùng với sóng lớn này ở chỗ này này, được chưa? Còn cái nhóm làm thuê á là cái nhóm mà ở đó chúng ta sẽ không lo về cái việc quản trị và cũng chẳng lo về việc quản lý luôn. Chúng ta chỉ đến ngày và chúng ta sẽ nhận lương và nhận cái phần công mà chúng ta đã làm thôi. Thì đấy là nhóm làm thuê, được không nào? Và chúng ta thường không có lo lắng nhiều mà tới cái việc là tồn tại của cái tổ chức đấy. Chúng ta chỉ lo lắng cái việc là cái ngày hôm đó, tháng đó, cuối tháng đó chúng ta được tăng lương hay giảm lương mà thôi. Anh chị nhá. Thế thì bây giờ anh chị thấy mình đang thuộc nhóm nào ở trong bốn cái nhóm này đã? Chúng ta phân biệt một chút để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ biết được rằng là mỗi nhóm nó có năng lượng trên cầu như thế nào và dưới cầu như thế nào để chúng ta giao tiếp cho nó đúng. Còn nếu không mà anh chị giao tiếp sai là anh chị luôn luôn muốn mình chạy qua cái nhóm bên phải thôi. Để được không ạ? Mà quên mất rằng là nhóm bên trái là cái nhóm mà tạo ra kinh tế chính của xã hội này. Đấy, kiểu như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu về các cái nhóm này này thì anh chị bắt đầu nghe những cái nhóm mà kinh doanh thì những ai mà họ có đầu óc về kinh doanh, họ đầu óc về quản trị, tức là họ có cái tri thức hoặc là trí tuệ trong cái phần đó đó, thì họ sẽ chuyển qua cái nhóm có xu hướng nha, chuyển qua cái nhóm này, được chưa anh chị? Bởi vì cái nhóm này này, nhóm số 3 này này, nhóm số 2 này có người nhưng mà không quản trị được con người, có đội nhóm nhưng không quản lý được đội nhóm, có hệ thống nhưng không kinh doanh được. Tất cả đều phụ thuộc vào chính họ. Còn cái nhóm này, họ kinh doanh, họ thiết lập được cái sự liên quan tới cái việc là cho hệ thống tự chạy. Để được không anh chị? Cái kiểu như vậy. Còn nhóm đầu tư á, là cái nhóm mà họ sẽ dùng cái tiền đó để sinh ra tiền, kiểu như vậy. Họ không có để tiền nó bị đứng yên đâu. Đấy là xu hướng dịch chuyển nha. Rồi, vì xu hướng dịch chuyển như vậy nên một vài cái tổ chức như thế này. Như vậy thì bây giờ anh chị muốn tôi nói vào cái nhóm 1 hay nhóm 2 trước, nhóm trên cầu hay dưới cầu trước, nhóm nào? Anh chị muốn tôi nói nhóm nào để anh chị xử lý năng lượng của nó. Vì nhóm nào mà anh chị khi mà học năng lượng trên cầu và dưới cầu rồi đó thì anh chị chỉ cần xử lý, thay vì anh chị làm cái này này, anh chị chỉ có một cái hướng dịch chuyển như thế này này, được chưa? Là cái kiến thức trên thị trường đang dạy đó, thì anh chị ngày hôm nay nếu anh chị học về cái mô hình này với năng lượng trên cầu dưới cầu thì anh chị đều có thêm bốn hướng dịch chuyển nữa. Anh chị có hiểu ý không? Tức là với cái điều mà đang chia sẻ ngập tràn trên trên internet thì nó chỉ có một cái hướng dịch chuyển như vậy và chỉ dẫn cho chúng ta dịch chuyển như thế, dịch chuyển như thế này này, đây đây này, tức là nó bảo làm thuê thì chuyển qua làm kinh doanh đi, làm kinh doanh á thì chuyển qua làm chủ đi, làm chủ thì chuyển qua nhớ với đầu tư với, đây là xuống đây này, tức là nó có cái các cái mũi tên đây này, được chưa anh chị? Như vậy là tám à bốn à, đâu có năm năm hướng dịch chuyển lận, nó chỉ dẫn cho chúng ta như vậy. Nhưng mà nếu mà anh chị đi qua cái phần chia sẻ hôm nay thì anh chị sẽ thấy còn có thêm bốn hướng dịch chuyển nữa, được chưa anh chị? Cái nhóm mà dịch chuyển kia tức là chúng ta phải thay đổi cái vị trí của chúng ta. Còn nhóm mà bốn cái nhóm mà tôi chia sẻ ngày hôm nay thì ngoài năm cái sự dịch chuyển này, anh chị còn có thêm bốn cái lựa chọn dịch chuyển nữa, tức là chúng ta không cần phải thay đổi vị trí mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái mức năng lượng của chúng ta thôi, thì mọi thứ nó trở nên nó sẽ gì ạ? Nó sẽ mạnh hơn anh chị nhé. Và chúng ta sẽ không có bị xáo động mà ở đó chúng ta chưa có cái trí tuệ của phần đó. Ví dụ này, anh chị đang làm thuê, anh chị muốn kinh doanh thì anh chị phải có đủ năng lực quản trị đã. Mà nếu mà chúng ta không có đủ năng lực quản trị thì chúng ta vẫn kinh doanh được, không phải không kinh doanh được. Nhưng mà vì chúng ta đã bước vào kinh doanh với cái sự thiếu năng lực đọc tài chính này, đúng không ạ? Thiếu năng lực về cái việc là ra quyết định này, thiếu năng lực liên quan tới cái việc trị về con người này, thế thì có phải là chúng ta hay kinh doanh dựa vào cái chuyên môn của chúng ta là chính thôi, chứ chúng ta đâu có biết gì về quản trị đâu, có phải không anh chị? Nên chúng ta đã thường vận hành nó không có được xuất sắc trong cái kinh doanh, mà đôi khi cái khiến cho công ty đấy phá sản trong một thời gian là bởi vì chúng ta đã không có cái trí tuệ trong cái phần đó. Nên hãy nhớ rằng khi mà dịch chuyển từ làm thuê qua làm chủ, hãy có trí tuệ ở đây. Muốn có làm khổ chủ qua qua gì ạ? Qua cái người mà làm chủ thật sự thì chúng con có trí tuệ vùng này. Mà muốn làm thuê chuyển hẳn qua làm chủ luôn đấy, đúng không ạ? Phải có trí tuệ cực kỳ cao ở đây, phải luyện đấy chứ.
À, đúng nào, rồi ông phải luyện về kiến thức này, phải học hỏi này, rồi ông làm chủ muốn về đầu tư cũng phải tìm hiểu trước, còn không thì chúng ta sẽ bị năng lượng dưới cầu nó đè. Thì năng lượng dưới cầu thì tôi vẽ cái mùi này, màu này cho anh chị. Như vậy nếu mà chúng ta không có gì ạ, không có đủ kiến thức ở trong cái phần vận hành kinh tế, thì chúng ta có tới 8 cái này cộng với 4 cái này này là anh chị có tới 13 hướng vận chuyển khác nhau trong cái mô hình này, dịch chuyển khác nhau trong mô hình này, và chúng ta thường bị nhiễu loạn trong chính cái mô hình, trong chính cái phần đấy, chứ không phải là chúng ta đang làm tốt đâu. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu như thế này cho nó chuẩn xác anh chị nha. Với mô hình làm thuê, cái những cái kiến thức đang dạy trên thị trường thì đang cố gắng yêu cầu chúng ta dịch chuyển qua nhóm làm chủ, được không ạ? Nhưng mà nếu anh chị quan sát kỹ thì nhóm làm thuê ở đây vẫn có hai năng lượng trên cầu và dưới cầu. Những người làm thuê mà năng lượng trên cầu đó thì họ vẫn vẫn gì ạ? Vẫn có thu nhập rất là cao ở trong cái chính cái ngành họ đang làm, nghề họ đang làm, được chưa anh chị? Và họ vẫn có cái gì ạ? Họ vẫn có được một cái tâm thái rất là rõ ràng ở trong cái nội lực của họ. Tôi lấy ví dụ này, những anh chị mà có những cái số chỉ số nội tâm và chỉ số nội cảm mà nó phù hợp với người làm thuê, và người đó mà làm quản trị thì rất dễ làm cho tổ chức đó bị gãy, không chỉ gãy một lần mà gãy nhiều lần ấy. Thì người này mà họ khi chọn công việc làm thuê thì đôi khi cái công việc làm thuê lại tốt với họ hơn. Hay ở chỗ là chúng ta đặt đúng ở trong cái trường năng lượng, được chưa anh chị? Nhưng mà nếu mà những cái chỉ số đấy anh chị đang ở năng lượng vừa là chỉ số làm cái người mà làm thuê, mà chỉ số của anh chị lại dưới cầu nữa, anh chị lại chạy đi làm đầu tư đi, thì rất là dễ bị dụ, rất là dễ bị lừa, được không anh chị? Là những cái tổ chức hay bị lừa anh chị, như là tổ chức đầu tư đồng những cái đồng tiền ảo, mà những cái sàn mà sàn ảo này đó, nó dụ anh chị rằng là tôi có một cái thông tin chứng khoán của nước ngoài tôi muốn gửi anh, được không chị, có được không, chị có đầu tư không? Rồi cuối cùng là anh chị đang từ cái nhóm mà làm thuê này này, anh chị nghe tỷ suất lợi nhuận nó cao quá, thế là anh chị lao vào anh chị. Nhưng mà đó có phải là đầu tư đâu, đó chẳng qua là một cái quá trình gọi là bị lừa đảo chứ đâu phải đầu tư. Bởi vì đầu tư nó không vận hành như vậy. Bởi vì anh chị biết thừa một điều rằng là nếu mà chúng ta muốn mua được các cái chứng khoán của nước ngoài thì anh chị nhất thiết phải là có pháp nhân của nước ngoài. Tức là anh chị phải có tư cách pháp nhân nước ngoài anh chị mới mua được các cổ phiếu của Apple, của Facebook, chứ anh chị đâu có dễ. Nhưng mà tại vì anh chị không hiểu biết nên là người ta dụ anh chị bảo rằng là có cổ phiếu của nước ngoài này, Facebook này, Zalo này, Microsoft này, rồi tóm lại là anh chị cứ tưởng là anh chị đang đầu tư mà thực ra anh chị đang rơi vào cái bẫy. Anh chị có hiểu ý không? À đấy, nên rất nhiều người đã gì ạ? Đã vận hành theo cái cách như mà họ không biết rằng là họ đang bước vào cái trường năng lượng nào cả. Anh chị nhá, nên bây giờ việc vận hành mô hình này đầu tiên chúng ta sẽ hiểu như sau. Nếu mà anh chị làm thuê, anh chị vẫn đang đi được năng lượng trên cầu, anh chị đang có cái thu nhập nó còn cao hơn cả khi anh chị làm chủ, được chưa nào? Thì anh chị sẽ tạo nên những cái giá trị nó rất là sâu ở đây. Tôi lấy ví dụ này, một trong những cái người chủ vĩ đại của thế giới hiện đại á, thì anh chị sẽ nhìn thấy là ví dụ như anh chị có biết là Steve Ballmer là cái người mà gọi là giám đốc điều hành của Microsoft không? Hiện tại thì tài sản của ông ấy ngang ngửa với tài sản của ai ạ? À? Của Bill Gates anh chị nhá. Mà trước đó ông xuất phát là nghề của ông là nghề giám đốc điều hành. Sau đó ông bây giờ thì ông không điều hành nữa và ông là cổ đông rồi, bởi vì là ông có cái cổ phần trong đấy rồi. Thế thì ông ấy vẫn là một trong những người giám đốc điều hành được trả lương cao nhất tại thời điểm đấy. À, một trong những người giám đốc điều hành anh chị nhé. Tương tự như vậy, một nhà thiết kế là ông tiếp thiết kế cho Apple đó. Ở đó chính là một tên của ông đó là Ivy. Tên ông ấy nhà thiết kế vĩ đại của Apple, thì ông ấy cũng là người tạo nên tất cả hầu hết các tất cả các đời iPhone. Mà ngay cả khi bây giờ ông rời đi rồi thì cái định hình thiết kế của ông trong cái nhóm thiết kế ấy vẫn tạo ra những iPhone mang phong cách của ông thời đấy. Được chưa anh chị? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải làm chủ gì mới mới siêu giàu, nhưng mà làm thuê mà làm thuê đúng trường năng lượng ấy, mà làm thuê đúng bản chất ấy, vẫn là vấn đề, vẫn không thua gì mấy cái ông này đâu.